Dạ, Hiếu Fan Blog mến chào tất cả quý vị khán giả thân thương trong và ngoài nước trở lại với kênh thông tin tin tức của Hiếu. Nội dung trong video này cũng xoay quanh câu chuyện thiền âm bầu vũ trụ. Thì trước khi vào nội dung chi tiết sẽ thì Hiếu cũng gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình. Có ngày cuối tuần thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc ạ. Đến với nội dung trong video này thì Hiếu xin chia sẻ tiếng nói của luật sư Đào Kim Lân. Đêm hôm qua giờ Việt Nam thì luật sư có một cái buổi livestream khá là muộn thưa vị. Và trong cái buổi livestream này, luật sư có đôi lời gửi đến fan của Thiền Am cũng như là có những yêu cầu khẩn cầu đối với tất cả quý vị khán giả hỗ trợ cho luật sư cũng như là Thiền Am để làm sáng tỏ một số sự việc. Thì nội dung trong video này luật sư chia sẻ rất là hay, tình tự chi tiết như thế nào. Thì sau đây hãy mời quý vị cùng đến với phần chia sẻ của luật sư ạ. Rất mong là quý vị khán giả khi xem video này để lại một like tặng cho luật sư, một bình luận nhận xét, một đăng ký kênh để cho kênh của Hiếu ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Thì xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Sau đây hãy mời quý vị cùng đến với phần chia sẻ của luật sư nhé. Gửi lời chào đến quý bà con quá gần xa và quý khán thân thương của các cơ nha. Đáng lẽ hôm nay là tôi với Lâm Tú ở miền Tây, nhưng mà tới tối buồn quá rồi phải chạy về đây vì sáng có việc sớm quá gì. Rồi trên đường về thì kẹt, tính là giao lưu gì trên xe, nhưng mà kẹt trên một số người thấy đang like, rồi con ruột tôi cũng đang like nữa, rồi như là chị Ngô Quân. Thật ra là thôi về tới nhà luôn. Xong rồi kiếm cái chỗ nào đó nó tương đối vô ngồi vô để mà chia sẻ một xíu. Bởi vì đáng lẽ hôm nay á, chúng tôi không có lên vì cuối tuần, mà đáng lẽ là có một cái buổi văn nghệ ở dưới Tiền Giang, tính là giới thiệu quý vị cái không khí ở dưới. Nhưng mà có rất nhiều thông tin chúng tôi nhận được, và tất nhiên thông tin đó thì nó không có vui. Thật sự là hình như là chúng ta không có thông tin nào vui hết trơn á. Chứ được một hai ngày thở ra xíu không thì lại có thông tin nó không vui. Thì bây giờ sẵn tiện hôm nay tôi lên tôi xin phép là nói ngắn gọn thôi, chắc là một thời gian ngắn vì tí chúng tôi lại có việc nữa, nhưng mà cần phải trao đổi. Hy vọng rằng quý vị chú ý và cố gắng hỗ trợ tôi lần này. Từ trước tới giờ đó chúng tôi chưa bao giờ mà nhờ quý vị hỗ trợ chúng tôi, nhưng mà lần này á, tình hình bây giờ nó cũng khá căng thẳng. Mà nếu như không có sự hỗ trợ của quý vị á, thì hầu như những công sức chúng tôi làm từ trước đến nay á, có thể nó sẽ vô ích và nó không mang lại những cái kết quả như mình mong muốn. Ngày hôm nay thứ nhất á, là như tôi nói là cái mâu thuẫn của các bạn trong, mình gọi là cái fan Thiền Am cũng được, gọi là người ủng hộ, người hâm mộ của fan Thiền Am cũng được, hoặc người hỗ trợ cho Phan Thiện cũng được. Thì cái mâu thuẫn này một ngày á, hình như là mỗi ngày nó càng tăng cao lên, nó càng tới độ mà chúng tôi cũng không thể nào kiểm soát được. Chiều hôm qua sau khi tôi về thì có cái vị cao tăng mà chúng tôi thường tâm sự với vị, và cái người mà hay hướng dẫn cho tôi về đạo pháp đó, cũng như là góp ý cho tôi một số cái xử sự trong cuộc sống, cũng như ngay cái vấn đề mà giao thiệp với nhau trên những cái luồng live như thế này. Thì ông ấy có nói với tôi là hãy dành cho ông ấy một khoảng thời gian để mà ông ấy có một số lời muốn nói. Thì buổi tối thì tôi không rảnh, tới lúc buổi trưa, trưa hôm sau thì tôi mới nghe điện thoại của vị này. Thì vị này có khuyên tôi thế này. Thứ nhất á, là liên quan đến em Minh Tú, thì vị này cũng nói là thôi bây giờ đó có một số những cái sự việc nó không có vui xảy đến, mà em Minh Tú dù sao cũng là người cửa giữa, có gì em ấy là cũng không thể nào mà quyết định được vấn đề gì. Rồi nếu như em ấy lại có những vấn đề đáp trả, hay là có những vấn đề mà coi như là không có dàn xếp khéo á, thì người ta sẽ nói rằng là dù sao mình cũng là người vô ơn. Bởi vì ít hay nhiều, mọi người đều đã có giúp đỡ cho những người trong Thiền Am, hay nói cách khác á, là giúp đỡ cho cái gia đình, đúng không? Gia đình của em Minh Tú. Nên bây giờ nếu như họ có một ý gì khác thì thôi, chúng ta xem như là không có duyên. Nhưng mà chúng ta trân trọng họ, vì ít nhất trước đó
thì họ đã có những cái lần họ hỗ trợ chúng ta. Và chúng tôi thường nói đó là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Uống nước thì phải nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Dù người ta đã giúp mình một lần hai lần thôi, nhưng mà đã giúp là giúp. Và giúp thì mình mang cái ơn. Mà mang ơn thì chúng ta không trả được thì cũng đừng để gây mâu thuẫn. Từ đó tôi cũng định là khuyên Minh Tú, tôi nói là ví dụ như có những người nào ta hiểu lầm, hoặc là họ không vui gì đó, họ có một hai lời nói hay là một cái hành động gì đó, thì hơn ai hết con phải là người bình tĩnh và không được bất cứ lời nào đáp trả hay là có ý kiến gì. Bởi vì dù sao người ta là người giúp mình, ví dụ như bây giờ người ta có những cái gì đó không đúng hoặc người ta không thích giúp được thì thôi, mà tôi cảm ơn. Kể cả tôi nói ví dụ như người nào mình buồn họ giúp, cho bây giờ mình buồn họ đi tố cáo họ thưa mình thì mình nói chịu thôi, lúc đó pháp luật sẽ xử lý. Nếu vấn đề mà chúng ta ngồi nhau tranh cãi hay là nói chuyện thì làm sự việc hiểu lầm ngày nó càng lớn hơn, đúng không? Cái mâu thuẫn á, cái ngày nó càng tăng cao và cuối cùng không ai lợi cả. Cuối cùng coi như người trong nhà chúng ta gà nhà đá nhau. Những người từng là ngồi chung mâm, chung bàn, chung chiếu, những người cùng sát cánh bên nhau, bây giờ lại quay ra có những sự mâu thuẫn không đáng. Dù cho nó không ảnh hưởng đến công việc chung thì ít nhất cũng ảnh hưởng đến cái tình cảm của mọi người, và chưa kể là gây cho những người khác có sự khó xử. Ví dụ bây giờ tôi thương Tú, mà bây giờ Tú nó lại gây với lại Đường Sĩ Sơn, hay là Tú nó lại mất lòng với cô Lan chẳng hạn, thì tôi không thế nào tôi binh cô Lan cho bỏ thằng Tú, và tôi cũng binh Tú cho bỏ cô Lan được. Và vô hình chung thì cái hành động của mình làm cho những người khác tổn thương, là tốt nhất á là phải là như vậy. Nhưng đáng tiếc tôi chưa kịp nói với nó, vì quý vị biết mà trong thời gian gần đây chúng tôi kẹt cái phiên tòa ở thành phố đó, phiên tòa Alibaba đó, thì nó kéo dài một tháng. Thì thật ra một tháng đó thì nó không phải là căng thẳng là ngày nào mình cũng làm việc, mà người ta sắp cho mình cái lịch, ví dụ mình đăng ký mình làm rồi ngày đó mình hỏi, mình thẩm vấn, hoặc ngày đó mình trình bày chẳng hạn, thì mình đăng ký rồi mình đến, còn mình không đăng ký thì có thể mình chùi cũng được, hoặc là mình đang ngồi chơi. Nhưng có cái là phải theo dõi, bởi vì thứ nhất là không theo dõi thì đâu có biết diễn biến thế nào, đúng không? Và thứ hai mình đăng ký á, thì lỡ như cái ngày đó mà người ta, cái người trước mình họ vắng thì mình sẽ thế vô. Nó có nói trường hợp như vậy đó. Thật ra là nói chung là tôi cũng không có thời gian để gặp. Định là chiều nay thì hai chú cháu đi về quê tâm sự với nó luôn, nhưng mà đáng tiếc là chưa kịp. Thì ngày hôm nay quý vị thấy là từ tối ngày qua tới hôm nay là xảy ra rất là nhiều chuyện. Tôi nói bây giờ tôi không kiểm soát được luôn, tôi không biết là phải làm cái gì. Đó thì nếu như Minh Tú đó có gì không phải với lại bà con cô bác, thì sau quý vị hãy nghĩ tới Hiền Em và nghĩ lại hoàn cảnh của nó. Em nó rất là nhỏ, nó mới ra đời, đúng không? Mà ra đời thì không có ai mà hỗ trợ hướng dẫn. Và hoàn cảnh đó nếu ai trong cái nghề Minh Tú á, chúng ta sẽ hiểu. Tức là không thể nào mà tự mình có thể giải quyết được. Nên nếu như nó có làm cái gì quý vị không vui, thể niệm tình tôi, hoặc quý vị nghĩ đến cái tình Thiền Am, cái thầy ông nội, thì coi quý vị là nghĩ xã, mà bỏ qua cho em đó. Đó là thật là thứ nhất, chúng tôi muốn nói như thế. Mà đối với tất cả mọi người, tôi nhắc lại nha, đó là tất cả mọi người, tại vì đối với chúng tôi, những người nào đã từng yêu thương Thiền Am, mà như tôi nói đó, là tôi xem như một gia đình. Vì tất cả quý vị là một gia đình trước khi tôi bước vào đây. Mà bây giờ tôi là người đến sau, mà bây giờ ví dụ tôi người đến sau mà tôi đã yêu quý quý vị, thì tôi yêu quý tất cả mọi người. Tôi không muốn người nào mà yêu hơn một chút hay là yêu ít một chút, vì chúng ta là một nhà mà. Thì tôi chỉ mong như vậy. Thì đó là nói sơ về vấn đề đó. Rồi bạn Dũng Dương yên tâm, mà mình đang nói vấn đề đó, cái đó mới là chính đó bạn. Rồi cái thứ hai á, thì chúng ta thấy thế này. Cái nội dung sự việc thì ai cũng biết, và chúng ta đang trên cái đà đẩy mạnh cái sự phản ứng. Mà chúng ta càng đẩy mạnh, càng siết chặt dòng dây, thì cái thế đối lập á, cái thế đối lập mặc dù họ mạnh thật, nhưng bây giờ họ đuối lý, bây giờ đã dồn họ vào đường cùng, và bắt đầu họ cắn càng. Bắt đầu chúng ta cảm thấy rằng họ có những hành động coi như là nhảy dùng,
rồi kể cả vấn đề họ hành động rất là trơ trẽn. Nhưng mà chúng ta phải chấp nhận thôi, bởi vì bây giờ là bây giờ cái giai đoạn cao trào, bằng mọi giá họ đã lỡ phóng lao rồi, họ theo lao, và những người đã lỡ cắn, lỡ ăn, lỡ gì đó thì bây giờ họ cay, cay hơn nặng ớt, như tôi thường nói đó, cay cắn ớt. Nhưng cay rồi làm gì? Cay thì chỉ biết điên cuồng chống lại, nhưng mà càng chống thì càng sai, bởi vì bản chất của nó đã sai rồi. Và chúng tôi nói thẳng thế này, chúng ta không cần quan tâm tới bất kỳ vấn đề gì cả. Ở đây sự thật đó là tỉnh Bồng Lai bị ông Võ Văn Thắng cùng 50 tên côn đồ xông vào hành hung, xông vào chỗ ở, đập phá tài sản, cướp tài sản hay là cưỡng đoạt tài sản gì đó. Và cái hành vi này chúng ta đã nghe luật sư Lê Ngọc Luân trình bày cách đây 3 năm, và chúng tôi đã up lên cái phần đó trong phần video ngắn á. Và chúng tôi nhắc cho mọi người nhớ rằng thời điểm đó có như vậy. Đấy, cái anh tôi nói là gì? Tức là thời điểm đó chúng ta đã có cái việc đó. Và việc đó luật sư xác nhận rằng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa cũng như viện kiểm sát đã có thông báo tiếp nhận tin báo tội phạm. Nó nôm na như vừa rồi chúng ta thấy là cơ quan công an anh điều tra tỉnh Long An này đó, tiếp nhận tin báo tội phạm về tội loạn luân hay là tội lừa đảo gì đó, vì thế không? Nhưng mà tại sao họ làm rầm rộ mà cái việc này họ tiếp nhận 3 năm nay họ bỏ quên? Văn bản ngày mai chúng tôi cũng sẽ up trên cái trang cá nhân của tôi và của Minh Tú. Và tôi nhớ không lầm, hình như là khoảng tháng 3 năm 2021 có thông báo như vậy. Và tới ngày hôm nay thì tất cả im lặng. Bởi vì thế nào? Cái sự việc mà 50 tên côn đồ đó được đem ra ánh sáng, được xử lý đúng pháp luật, thì những cái tay bảo che đó chắc chắn hoặc không về giường chắn dịch thì cũng đi đếm kiếm. Và càng như vậy họ càng điên cuồng, họ càng bảo vệ vấn đề đó. Chúng ta tin chắc rằng điều đó không bao giờ sai. Và thứ hai nữa, đó chỉ là một phần thôi. Vấn đề liên quan đến cô Diễm My mới cực kỳ quan trọng. Nếu như việc bắt cóc của Diễm My là sự thật và được phanh phui, thì tôi nghĩ rằng cái số lượng đi đếm kiếm càng nhiều và có thể là càng nặng hơn. Và chính vì họ bảo vệ cái này đó, họ sợ như thế, bây giờ họ dùng đủ mọi cách để làm. Nhưng mà cuối cùng là thế nào? Vẫn là bổn cũ soạn lại. 3 năm nay vẫn là nhiêu đó, giả sư, giả mồ côi, rồi lừa đảo, rồi loạn luân. Nhưng mà cuối cùng không có. Bởi vì thứ nhất, họ không bao giờ có chuyện loạn luân. Và những ai mà tung tin loạn luân là chắc chắn người đó đang muốn vu khống sự thật. Tôi nói là kể cả tổ chức, kể cả các cơ quan truyền thông, nếu mà dám làm như vậy. Và bởi vì đã biết rồi, những tờ báo như thế, những cơ quan truyền thông như vậy, trong suốt một năm vừa qua, chúng tôi đã gửi đơn khiếu nại. Còn cái việc xử lý thế nào, thì khi có kết quả chúng ta sẽ xử lý họ. Còn hồ sơ còn đó, bằng chứng chúng tôi lưu lại đó, nên chúng tôi chẳng gì lo lắng cả. Mà như tôi nói một lần, hai lần còn lo điếc ở nhà rồi, đúng không? Quan trọng nhất là cái việc họ đã khởi tố vụ án và là xem xét thông báo tin tố giác tội phạm về hành vi 50 người xâm phạm chỗ ở, rồi hành hung người ta, sau đó là cướp tài sản, hủy hoại tài sản. Thì tại sao từ đó đến nay họ không xử lý? Cái đó mới là điểm chính yếu chúng ta cần quan tâm tới. Còn những việc khác chúng ta không cần quan tâm. Và tôi nói thẳng nha, nếu như những việc đó nó họ cố tình, họ gài bẫy, họ dàn dựng để mà xảy ra, giống như dàn dựng ông Hồ Phúc Lợi hay là ông Đinh Thanh Hải, thì những tội ác về 50 côn đồ đó cũng không thể nào xóa nhỏ, cũng không thể nào giải quyết hoặc là thay đổi được, vì nó đã xảy ra rồi. 50 tên côn đồ xông vào đập phá hành hung chúng tôi cho úp mỗi ngày, và tôi trích ra những đoạn nào mà có dùng cái từ là hấp dẫn nhất cho mình xem. Từ hành vi chọi đồ nha, hành vi cứ có áo xanh xông vào nha, rồi hành vi mà cái thầy Thị Nguyên mà máu me nằm đìa, mà cái tên Võ Văn Thắng còn đến nhào đến đá vô cho người cái cậu ấy. Những hành vi đó mãi mãi trên mạng xã hội, những hành vi đó không được xử lý, người ta sẽ cho rằng pháp luật ở đó không nghiêm, chưa kể những vấn đề khác. Thế nên chúng ta là
hiện nay cái thế lực chúng tôi cho là rất mạnh, họ có tiền, họ có quyền, họ cố tình họ dùng dãy, mà họ càng dùng dãy bao nhiêu thì họ lại càng bị xa dần lưới bao nhiêu. Với thật sự họ làm cái gì chúng ta càng thấy lộ ra sự chơi chẽn đó, vì họ có nhiều phim mà, đúng không? Cái phim như đó sờ tới sờ lui, cái phim thái bản như đó cũng cái nội dung đó, cũng nhân vật đó, làm tới làm lui. Thế thì ông Hồ Phúc Lợi sao không làm? Tại sao bỏ lọt cái hồ sơ ông Hồ Phúc Lợi gần một năm nay? Rồi ví dụ như ta thấy không, có những cái băng video người ta xác nhận rằng cái ngày 4 tháng 1 đã có cái việc lấy máu xét nghiệm ADN hay là thử máu huyết thống gì đó, có người chứng kiến nha. Có người dân thường, tôi nghĩ là dân thường nhưng mà chỉ huy được công an, chỉ huy được an ninh mà ngồi đó để mà xem, chúng tôi thấy là lạ đấy. Nên tôi hy vọng rằng là họ nói đúng, mình không nghĩ là họ nổ đâu, biết đâu họ đúng sao quý vị. Và tất nhiên những cơ quan chức năng khi cần lấy chứng cứ, người ta sẽ mời những người đó đến làm việc. Và từ năm 2020 lại một vụ cách ly, lại một vụ giả ở Ninh Thành Hải, rồi lại lấy máu 4 tháng 1 rồi lại lấy máu, rồi sau đó 24 tháng 10 năm 2022 lại vào lấy ADN, làm những trò như vậy. Chúng ta thấy không, cái phim cũ chiếu tới chiếu lui thì tất cả mọi người trong nước như thế giới người ta nhìn, người ta bắt cười. Chúng tôi chỉ mong rằng những thông tin này được đến tay những vị lãnh đạo cao cấp, họ có quyền, bởi vì thế lực này được bao che rất kỹ. Thứ hai, không phải là bao che đâu, bây giờ tay họ đã nhúng chàm rồi, bằng mọi giá họ phải bảo vệ lẫn nhau, bởi vì chết là chết cả đúc. Thành ra bây giờ làm sao, cố gắng dù biết sai cũng ráng cãi chài cãi cối, ráng ngụy tạo ra để làm gì, để mà khi mọi người quên đi thì họ thoát. Và chúng ta nhớ một điều, không bao giờ mà họ thoát được. Chỉ có điều nếu chúng ta lơ là thì khả năng họ sẽ chạy được cái tội ác đó. Và hiện nay họ đã thành công đó, họ đang tấn công dồn dập từ những cái cơ quan báo chí chính thống, truyền thông, rồi kể cả các kênh YouTube. Họ có một bài ca, đúng không, hát được một cái, một nốt nhạc, tất cả hòa theo, rồi tất cả bè theo, đúng một tông. Còn phía chúng ta bây giờ để thời gian chúng ta quý vị gây lộn với nhau, quý vị công kích với nhau, quý vị đào ra những cái chuyện nhỏ nhỏ, những mâu thuẫn, thì còn thời gian đâu mà chúng ta đánh truyền thông với họ như vậy. Và nên nhớ nha, người ta làm đài truyền hình hay làm tờ báo lượng phát hành cao, chương trình đặc sắc, chúng ta chỉ có dạy trên YouTube, mở ra chưa chắc người ta nghe. Nếu như muốn đến tay quý vị lãnh đạo cao cấp hơn, muốn cho đồng bào trong nước và cả ngoài thế giới đó người ta biết rõ, thì chúng ta phải chung tay nhau. Một người, ví dụ chúng ta có 10 khán giả thì 10 người chúng ta được 100, 100 người chúng ta được 1.000. Còn bây giờ ví dụ như quý vị thấy tôi có một cái kênh, tôi với Minh Tú lên, rồi một số người ủng hộ, người ta nói như vậy. Còn lại chúng ta không có quan tâm vấn đề này, mà lúc bấy giờ chúng ta lại ngồi đấu đá với nhau, rồi bơi móc với nhau những chuyện mà nó chẳng liên quan gì vấn đề này. Mà như tôi nói đó, thứ nhất, sau này khi xong xuôi, chuyện đâu còn ở đó, quý vị vẫn có thể ngồi với nhau, tính toán với nhau, giải quyết ăn quán với nhau cũng được. Và thứ hai là nếu như, chúng tôi nói nếu như nha, những mâu thuẫn nó nhỏ nhỏ thì thôi bỏ qua đi, nước sông không phạm nước giếng. Bây giờ mỗi một người ủng hộ Thiền Am đối với chúng tôi đều quý, bởi vì từ một người đó sẽ có cái lượng khán giả của họ, có người thân của họ. Và như chúng tôi đó, đôi khi gặp một anh tài xế taxi, rồi gặp một bà bán hàng cà phê, và gặp những người dân bình thường đó, hỏi với Thiền Am, họ có câu trả lời. Quý vị cứ hỏi như Duy, Minh Tú rồi, hay là những người đi theo tôi, phải không? Ngay cả các khán giả chúng ta nè, có người yêu mến chúng ta nhưng mà người thân của họ cũng không yêu mến. Và chúng tôi phải bỏ ra hàng giờ, hàng buổi để mà giải thích, chỉ có một người thôi. Đối với tôi, một người hiểu câu chuyện, chỉ một người thôi, là chúng ta đã quý như vậy rồi. Còn bây giờ chúng ta có lực lượng như thế này, cái fan hâm mộ của Thiền Am, anh tôi biết đó, là cái coi như là một cái kênh YouTube có 2 triệu mấy cái người đăng ký. Và bây giờ chúng tôi xin lỗi, một cái thông tin phát tán đó cũng không có ai phát tán dùm, mà cái chuyện công kích nhau thì thấy ngày nào cũng hết người này tới người kia,
hết cái này cái nọ. Và thật sự bây giờ tôi nghĩ là từ ngay cả bây giờ bản thân tôi á, tôi cố gắng không biết lòng ai, mà bây giờ tôi cũng bị mang tiếng nữa, tôi không hiểu bây giờ phải làm cái gì. Trong khi đó hàng ngày tôi tìm cách nào đó, tôi và Minh Tú cũng như tổ kỹ thuật á, quý vị thấy không, hết like 24 giờ thì cắt những đoạn clip của chính họ để đưa vào cái video ngắn, rồi lắp ghép, rồi nói chung là làm tất cả mọi thứ. Mục đích làm gì? Để đồng bào trong nước, đồng bào nước ngoài, các vị lãnh đạo cao cấp, người ta nhìn vào vụ án này, người ta cảm thấy những khúc mắc trong đó, những góc tối trong đó, những sự vô lý như vậy, kể cả sự ngông cuồng của cái thế lực đó. Có ai mà thấy không? Luật sư họ dám hâm. Ai họ dám hâm? Chuyện mà xét nghiệm hay là cưỡng chế công an gì đó, họ dám ngồi đó họ chứng kiến. Thậm chí họ muốn là ai ở tù, ai đi ra, đi ra. Giống như họ làm ông vua. Thì đất nước này nếu như tồn tại những con người như vậy, tồn tại những thế lực như vậy, thì làm gì còn đất nước Việt Nam chúng ta nữa? Không thể nào có gì đó được. Nhưng mà sức tôi thì có hạn. Cái kênh này tôi nói cũng không hay, đúng không? Cái kênh thì vài trăm người người ta xem. Mà bây giờ làm sao mà chúng tôi lan tỏa được? Trong khi họ có cái bài họ có thể là hàng chục ngàn, hàng triệu người hoặc người ta xem, mà họ hát cùng một bài, cùng một tông, cứ một kênh bên đối lập họ lên thì tất cả kênh khác họ đều nói về chủ đề đó. Mà mình biết là họ nói dốc đó, họ bịa đặt đó, thậm chí họ vu khống, nhưng mà họ dàn dựng, họ làm gì đó thì chúng ta cũng thừa nhận đọc điều họ có cùng một lời nói. Và như cái thầy gì nói đó, nước chảy đá mòn, đúng không, lộng giả thành trơn, nói riết rồi người ta cũng nghe, nói riết rồi người ta cũng tin là biết đâu là có chuyện thật như vậy. Không có sao ta nói. Còn bây giờ cái nhóm Thiền Am nè, quý vị thấy những người gọi là hâm mộ Thiền Am, biết pha Thiền Am nè, thì họ đâu có nói gì đâu. Họ lên họ mua cái này ra là tiền bên đây, ai chi cái gì, rồi ai làm gì đó, ai cho, ai thu. Mà trong khi hiện nay đang điều tra cái việc lừa đảo. Mà lừa đảo là lừa đảo gì? Người ta cho rằng những món quà chúng ta gửi tặng các bé thì các bé lừa đảo cái gì? Nói thẳng là Thiền Am chỉ làm vậy thôi. Mà chúng ta thấy rõ ràng, tôi đừng nói mà, người ta là một kênh YouTube, người ta có những cái phim, những cái kịch bản, những tác phẩm hài và tác phẩm ca nhạc gì đó. Quý vị xem, quý vị thích thì quý vị có thể là gửi cho họ bồi dưỡng, hoặc giống như người ta tìm mua vé hoặc tiền ủng hộ. Và chúng ta thấy có những người ta up lên những gọi là những vị mà người ta đang có những vấn đề mà nói với Thiền Am á, họ up lên thì họ nói rõ ràng mà, tiền này tôi gửi cho các bé. Và tôi mong rằng các thầy các bé sẽ có nhiều tác phẩm để phục vụ khán giả. Rất là cụ thể là như vậy. Nó đơn giản như thôi. Ví dụ như tôi nói thế này, quý vị nói rồi, luật sư ơi, luật sư nói mà khan tiếng quá, nói không có rõ. Ngày mai tôi mua cho được luật sư viên thuốc hay là cái trái chanh gì đó, cái tắc gì đó, và luật sư ăn cho nó hết. Xong rồi luật sư lên nói tôi nghe, ví dụ như vậy. Thì tôi lừa cái gì? Tôi đâu có lừa đâu. Ví dụ tôi nói gì nghe, quý vị trả tiền cà phê cho tôi, quý vị cho tôi trái chanh, trái tắc, làm sao mà lừa. Và những người đó, họ đã nghe rõ clip đó, mà họ còn nói là lừa. Và một số như tôi nói là những người mà nộp đơn là người tố cáo đó, chúng tôi đang chờ là cơ quan công an họ khởi tố và đưa ra ai là bị hại. Khi đó chúng ta mới nói chuyện. Mà rõ ràng như tôi nói, những người Thiền Am chúng ta chỉ thương họ, thích họ, để họ hát hay, họ muốn giỏi. Chúng ta muốn đang động viên cho họ để họ có những vở kịch, những cái bài hát. Mà lần này tôi nói không phải lần thứ nhất, tôi nhớ tôi nói cũng rất là nhiều lần. Mà như tôi nói đó, có những fan hâm mộ người ta đội mưa, đội gió, mấy đứa cháu tôi, mấy đứa con tôi nữa. Đôi khi họ ra sân bay, họ đứng trời nắng, trời mưa, họ chờ, thấy thần tượng họ, thì khi họ gặp nắm tay cái nắm được không được, vệ sĩ xung quanh, đúng không? Họ nhìn một cái thôi. Và có thể họ, có người thấy họ mua, ví dụ như cái đĩa nhạc á, đĩa nhạc mình mua trái tầm 100.000, họ sẽ bỏ ra 800.000, họ mua. Đấy. Và chính vì như vậy mà người ta cảm thấy là cái sự hâm mộ đó, mình thích thì mình cho, không thích thì thôi, không ăn ép cái gì cả. Và cái gì không cho, không có nghĩa là mấy thầy không hát. Kênh YouTube là mở công cộng, đúng không, công khai, không có chế độ riêng tư gì cả. Quý vị thích, quý vị vô coi, không thích thì thôi. Mà quý vị thích, quý vị coi, quý vị không tặng quà cũng được, quý vị không có super chat cũng được, thậm chí quý vị không đăng ký cho coi được mà, tốt chuyện bình thường, thì làm sao lừa được. Và những người đưa tiền nói là bây giờ đưa tiền để mong rằng
gửi chút quà cho các bé, mong rằng các thầy các bé sẽ có những tác phẩm để cho khán giả được thưởng thức, thì cái đó tôi là cho là hợp lý. Và đó là sự động viên, tất nhiên để cho người ta làm thì phải động lực. Và ví dụ như tôi nói là bây giờ ca sĩ hát hay thì chúng ta phải đầu tư micro cho nó hay, nó hát chứ, hay là cái dàn nhạc cho nó hay chút, cái đàn nó mới, đúng không? Âm thanh nó hi-fi hay gì đó, rồi lo bass lo chép gì đó. Chứ bây giờ dù người ta đến người ta không đầu tư thì làm sao mà hay được. Và những cái đó tôi nhắc lại hoàn toàn hợp lệ, nhưng vì số lượng nhiều quá, người ta thương nhiều quá, 2 triệu mấy người hâm mộ mà, tôi xin lỗi mỗi người tặng 10.000 thôi, sắm được du thuyền đấy, quý vị thử coi, một người tặng 10.000 thôi, và người ta ganh ghét, bởi sao? Người ta tác phẩm người ta không đạt được như vậy, hoặc người ta không có người thương như vậy, và họ cố tình họ bị đặt ra, cộng với cái việc ông Thắng và 50 tên công đồ, nó gây một sóng gió cho Thiền Nam. Rồi bây giờ những thế lực đó bao che, thì càng bao che họ đang dàn dựng, họ cài bẫy, và họ cố tình đưa Thiền Nam vào vực thẳm để làm gì? Để che giấu tội lỗi của họ. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Và chúng ta càng bị xa lầy vào cái đó thì chúng ta lại càng quên nhiệm vụ chính chúng ta làm sao đưa cái việc 50 tên công đồ cũng như việc bắt cóc Diễm My lan tỏa cho cả đất nước, cho toàn thế giới, và kể cả làm sao đến được ta những vị lãnh đạo, bởi vì họ đâu có rảnh chúng ta mà họ coi YouTube, cùng lắm là nhân viên hoặc là tùy tùng hoặc là trợ lý của họ xem thôi. Nhưng mà chúng ta cứ phát hoài, biết đâu một ngày nào đó người thân của họ, gia đình, vợ con, anh chị em, chú bác gì đó, ngủ cái gì đó họ xem, họ cảm thấy họ thương hại, họ thấy những người Thiền Nam là bị thiệt thòi, họ tin rằng sự việc đó là đúng. Vậy thực chất là như vậy. Nếu như ai chịu khó ngồi coi cái clip 50 tên công đồ xong vào Thiền Nam, tôi nói thật, 100 người đều nói đó là vi phạm luật. Chỉ sợ là ta không coi mà thôi. Mà bây giờ ta không coi thì ta cố tình, cố ý làm sao giúp cho người ta coi. Mà muốn ta coi thì quý vị đăng lên. Ví dụ tôi chỉ có một số bạn của tôi thì bạn đang xem. Quý vị có người thân, người bạn thì bạn cũng nhìn xem. Mà biết đâu may mắn trong số lượng người thân, người bạn chúng ta đó, chỉ cần có một người thôi, một hai người gì đó họ đang công tác ở vị trí cao, hoặc họ có quan hệ với một vị chức sắc nào đó, họ cảm thấy căm phẫn về hành vi này, họ cầm cái clip này, họ nói là anh ơi, chú ơi, bác ơi, cô ơi gì đó, tôi thấy trên mạng có vụ này nè, rồi đề nghị với bác chú ý thôi, tôi cần chú ý thôi, kể cả tôi thẳng ra ngay Bộ Công an, chúng tôi cần Bộ Công an chú ý và mời tôi đến làm việc để tôi trình bày với họ thôi. Chứ đừng có cần là họ giúp tôi, họ cho phép tôi trình bày. Và tôi đảm bảo rằng nếu như bất cứ người nào mà được trình bày cụ thể cái vụ án 50 người cũng như cái vụ bắt cóc Diễm My, thì cơ quan công an, hơn ngày hết, cơ quan công an phải vào cuộc. Nếu đúng là cơ quan này là đơn vị thực thi pháp luật và tuân thủ pháp luật. Không thể nào mà là công an mà nhìn mà 50 tên công đồ đưa vào vậy mà đó là hợp pháp. Hay nhìn cái cô Diễm My khóc lóc, tố cáo bị bắt cóc, rồi tố cáo bị xâm hại, họ xem như không có gì xảy ra, trong khi họ có thể đi mươi bóc từng lời nói thầy ông nội, hay là từng lời nói của ông Hoàng Nguyễn Giác Quy gì đó để họ đưa vào tù. Họ mươi bóc từng bị hại, làm cái gì? Mãi hại, hại, bị hại lừa đảo, nhắc lại nha, tội lừa đảo chiếm được tài sản, có nghĩa là ta dùng hành vi gian dối và mục đích là chiếm đoạt tài sản của quý vị. Còn bây giờ tôi ngồi đây, quý vị cứ lâu lâu quý vị gửi tôi món quà, như tôi không đòi là đặc biệt mới là cho cái khán giả nào cho tôi cái bao lì xì gì đó, đúng không? Nhưng mà tiền có $2 đó, quý vị, $2 ta kẹp cho ta làm những cái thiệp vậy đó, rất là đẹp. Rồi bạn Trần Tâm, tức là nhà ngâm thơ Trần Tâm kim tài xế đó, thì em ấy là đi làm tôi cái tranh bằng gạo, em ấy là muốn gặp tôi để tặng cái tranh đó. Thì người ta mới được tặng, tôi có quà tôi mừng, tôi vui, mà tôi được cái gì? Mà ai nói tặng bức tranh hay là tặng cái quà vậy là bất hợp pháp. Mà tôi nói thẳng với quý vị, tặng tôi $100, $1,000, thậm chí $1,000,000 cũng chẳng có gì mà bất hợp pháp cả. Chỉ có phần đóng thuế thôi. Tặng chiếc du thuyền hay tặng chiếc máy bay cũng không hợp pháp, không có cháu luật cả. Ai mà nói tặng quà như vậy mà cháu luật, chỉ có người không được tặng họ ghen tức nha. Họ ghen tức rồi họ bịa chuyện ra,
chứ không ai lừa ai cả. Thành ra là chúng ta thấy là những cái chuyện hôm nay chúng ta thấy buồn cười là sao? 3 năm nay rồi, ngay cả tôi nhắc lại nha, trong vụ án 331 vừa rồi cũng rất nhiều người được cho là bị hại nộp đơn tố cáo, cuối cùng bị mất tiêu. Và kể cả ông Hồ Phước Lợi được cho là bị hại cũng bị mất. Thành ra cái mình cũng nhắc lại là bổn cũ soạn lại, mình mới rượu cũ. Nhìn mình dùng cái từ mà dân gian hay nói đó, xưa rồi diễm, nghe rồi mình giờ chán quá, đúng không? Còn làm mình làm đi. Và họ không làm được, bây giờ họ cai cú và họ đang dãy dụ. Bởi vì nếu như sự thật này lôi ra ánh sáng thì hơn ai hết, những người hôm nay đang dàn dựng, đang vu khống chúng ta, đang hù dọa chúng ta sẽ là những người bốc lịch. Tôi nói thẳng là như thế luôn, chứ không đơn giản đâu. Bởi vì tội ác bây giờ nó đã tài trời rồi. Nếu như dừng lại lúc trước á, còn có thể nói chuyện được. Nhưng bây giờ họ đã nhúng quá sâu vào chậm. Bây giờ họ càng điên cuồng, họ chống trả. Và muốn sự việc này sớm được lôi ra ánh sáng. Muốn truyền thông này không có truyền thông bẩn để làm ảnh hưởng đến những người Việt Nam cũng như dư luận xã hội. Hơn ai hết, quý vị mới cần chung tay với những người Việt Nam. Tất nhiên không chung tay với tôi. Tôi cũng là một trong những người cảm thấy rằng pháp luật không được thực thi. Tôi cố gắng bằng sức mình tôi làm thôi. Có thể chúng tôi nói cũng không lưu lót như những bạn YouTube. Tôi cũng quen với cái này đó. Hoặc tôi cũng thời gian nói nhiều như quý vị. Nhưng tôi đảm bảo rằng những gì tôi nói ra hoàn toàn đúng luật pháp. Và trong vụ án này chỉ đơn giản hai hành vi. Đó là việc ông Võ Văn Thắng cùng 50 tên công đồ xông vào tỉnh Bồng Lai. Từ vấn đề đó họ đi tố cáo cơ quan công an huyện Đức Hòa bao che không xử lý và cho đạo pháp, nên họ tức, họ lên mạng và họ có những ý kiến như thế, bức xúc mà. Rồi như vậy thì người ta căn vào ý kiến đó, họ cho rằng là làm ảnh hưởng hình ảnh cơ quan công an. Tôi cứ hỏi thẳng một vị công an nào công tâm, cán bộ công an, chiến sĩ công an hay một lãnh đạo công an, nếu như có được xem đường like này thì quý vị xem clip đó, quý vị có nói rằng clip đó có hợp pháp như công an huyện Đức Hòa trả lời hay không? Tôi cần câu đó thôi. Dạ, xin kính thưa quý vị khán giả, đó cũng là nội dung trong video hôm nay mà Hiếu muốn chia sẻ đến cho quý vị được biết. Quý vị nhận xét nội dung này như thế nào? Rất mong là quý vị khi xem để lại một bình luận ở dưới video, cũng như là tiện tay đăng ký kênh, like và chia sẻ rộng rãi để cho mọi người biết đến kênh Hiếu Phan Vlog và giúp cho kênh Hiếu Phan Vlog ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Một lần nữa, Hiếu xin kính chúc cho tất cả quý vị khán giả thân thương cùng với gia đình của mình lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ, cho Hiếu xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào những video tiếp theo.